tôi nè. Ông làm gì vậy? Tôi đang gửi tin nhắn up snow qua cho Yumi nè. Ôi buồn ghê ông ơi. Sao vậy? Tôi up hình đẹp trai tôi lên mà chả ai like hết. Ý gì vậy? Hình tôi mà sáng được một like nè ông. Ông nói làm gì nữa? Đức Hạnh like, ý ba tôi like đó. Ôi giời, có người nhà luôn hả? Cái hình đó ai mà thèm like. Có để cả ngày cũng ai like đâu, dẹp đi. Ê 10 triệu giải nhất được 10 triệu. Giải nhất cái gì vậy? Đua xe hả? Cuộc thi ảnh ngày ấy bây giờ. Qua đây coi, qua đây coi, qua đây coi. Đây nè, chỉ cần lấy một tấm hình kỷ niệm ngày xưa, xong rồi chụp lại giống y chang tấm hình đó, ghép hai tấm với nhau rồi gửi lên là được kết quả là 10 triệu. Ê, 10 triệu luôn hả? Rồi, đẹp trai rồi. Đẹp quá hả? Ê, hả? Mánh đâu? Tôi đâu có biết. Ôi trời ơi, đem cái thau. Cái thau này thau bự nhất rồi đó, không có cái nào bự hơn đâu. Cái thau này bự nhất rồi hả? Ừ, cũng được, cũng được rồi. Rồi, chuẩn bị nhá. Bà Mi Trang nè. Rồi, tôi bắt đầu chụp hình á. Ông bị ngáo à? Mắt gì ngáo? Cái mặt biểu cảm gì mà kỳ vậy? Sao tôi làm đúng cái biểu cảm đó mà. Ê, cái thằng này! Mày có biết đây là một cái sự bập bênh không? Mày đi ra mày không báo tao một tiếng. Mày bị ngáo hả? Phải tập trung vô nhìn nè, cái mặt miếu. Mặt ông mà đang miếu. Còn nấy của ông là bị đơ. Bây giờ tôi không làm được cái biểu cảm này nữa, giờ sao? Thì phải gắng làm đi chứ làm sao? Thôi dẹp đi, không làm gì hết đó. Không làm? Ừ. Vậy bây giờ có muốn lấy 10 triệu không? Thắng cuộc thi này được 10 triệu đó. Muốn lấy không? Rồi ok, được rồi. Nhưng mà tôi sẽ lấy 5 triệu. Hả? Mày bị gì vậy? Bây giờ 10 triệu ba đứa mà mày lấy 5 triệu rồi tao với thằng Long lấy nhiêu? Thì mỗi người lấy 3 triệu. Hả? Rồi mày bị khùng nữa rồi. Bây giờ tao với thằng Long là một đứa là phải còn 2 triệu rưỡi chứ. Đâu ra 3 triệu? Tính lộn chút xíu. Tính lộn, tính khôn quá. Đúng rồi, ông khôn quá ông ơi. Ê, tôi lấy 4 triệu nha. Rồi, tôi lấy 1 triệu luôn, tôi lấy 1 triệu luôn đi. Ông phải suy nghĩ đi, tại vì đây là trong làm việc tiền nong phải sòng phẳng rõ ràng chứ. Ông làm cái gì trong đây mà ông lấy 4 triệu hả? Ông hỏi tôi làm gì? Tôi làm đạo diễn chứ tôi làm gì? Ông làm đạo diễn, ông có bỏ ra cái tiền gì không? Trong khi tôi nè, tôi đầu tư hai cái áo hết 140. Xong rồi cái tiền tôi phải thuyết phục thằng Mẫn đi vô đây tốn một chầu cà phê nữa. Xong rồi cái con dịch này nè, tôi phải chơm với cô Bo bị chú Phúc đánh thêm 20.000 tiền thuốc đỏ nữa, tổng cộng là 320, ông biết chưa? Bây giờ mà tôi thắng á, tôi được có 1 triệu, mà tôi thua tôi mất 320 luôn. Ở đâu ra vậy? Vậy còn tôi thì sao? Ông nghĩ cái máy ảnh này ở đâu mà ra? Tôi lấy trộm của bố tôi đó, ông nhìn đi. Nó hỏng, phải tôi phải dùng tay. Ông nhìn đi, nếu mà mất thì sao? Mất thì sao? Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ lấy 4.5 triệu. Không biết nói gì với hai người luôn á. Đụng tới tiền bạc á là anh em á ly tán. Bạn thân á ly dị. Rồi giờ cãi xong chưa? Cãi xong rồi đúng không? Chốt, tôi vẫn lấy 5 triệu á. Tôi vẫn lấy 4.5 triệu đi. Có tiền rồi Dịch ơi. Giờ chụp không? Phải chụp chứ 10 triệu. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, đi ra. Con đâu phải là của Bo mà con nhà vô đây. Cái thao bà nội mới mua, mà leo đây ngồi nó nứt của bể của bà nội sao? Không phải nội, tại tụi con đang chụp hình đi thi nội à. Chụp hình cái gì thiếu gì cả trong chụp, vô tự nhiên leo vô cái thao chụp gì vậy? Không phải cuộc thi này giải nhất được 10 triệu đó nội. Không phải nội, 10 triệu lận. Dạ, đúng, đúng rồi, cuộc thi ngày ấy và bây giờ đây, nội coi này bức ảnh này. Đó, đó hai anh em ngày xưa như nào thì bây giờ chụp y chang lại như vậy. Ồ, cái ý nghĩa của cái chào lưu này á nội, có nghĩa là một bức ảnh sống mãi theo thời gian. Vậy hả? 10 triệu á nội. Ê, vậy ông nội bà nội hợp á? Ừ hả? Đúng rồi, ông nội bà nội hợp đúng hả? Nội thi đi nội. Thi cái gì? Nội thi đi, nội lấy nội chụp hình xong rồi đi thi nội 10 triệu luôn á nội, giải nhất 10 triệu. Một tác phẩm nghệ thuật đây. Nội, con sẽ chụp cho nội một tác phẩm nghệ thuật. Đúng rồi nội, phải lấy 10 triệu. 10 triệu là sao? Dạ nội, ý là bây giờ nội đi xuống dưới, nội tìm cái hình nào hồi xưa với ông nội với bà nội chụp với nhau á. Bây giờ mình chỉ cần chụp lại giống như vậy thôi, đứng tạo kiểu giống rồi bận đồ giống hay cái gì thôi. Là mình đẹp giải nhất là mình được 10 triệu á nội. Đúng rồi nội. Nếu như mà nó đẹp mà nó giống nhau mà người ta thấy cảm xúc quá là 10 triệu luôn á nội. Vậy hả? Dạ 10 triệu. Dạ.
Thi liền. Dạ. Đây rồi, đây nè, đây nè. Con, cái này á là cuốn bơm hồi xưa của ông nội bà nội nè. Rồi lựa đi coi được tấm nào. Dạ. Sao? Con thấy không có cái nào mà ấn tượng nha nội. Còn bên đó là sao con? Trời ơi, hình hồi xưa của bà nội toàn sến không à nội ơi. Ít thì hồi xưa mà, sến là đúng rồi, mấy chục năm rồi. Ê, 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 đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Là tấm nào vậy, đưa bà nội coi. 10 triệu đây rồi. Đưa bà nội coi, tấm này hả? Dạ. Ê, sao con, bỏ đi, lựa tấm khác. Ôi. Không, nhưng mà tấm này đẹp mà nội. Đúng rồi nội, tấm nó được rồi nội. Đỉnh luôn á nội, con thấy đỉnh luôn á. Đẹp, đẹp, đỉnh là đỉnh nhưng mà không có được. Sao nội? Sao mà không được? Trời ơi, mấy đứa biết ý ông nội tụi bay, biết tính ông nội tụi bay mà ông khó khăn dễ gì ông chịu mà cho bà nội leo lên lưng ổng cổng mà chụp. Bỏ đi con. Ôi nội ơi, bây giờ ráng năn nỉ ông nội đi nội chứ. Tấm này con thấy bét luôn á, 10 triệu luôn á nội. 10 triệu á nội. Ơi, 10 triệu thì nội ham nhưng mà ông nội có không có chịu vậy đâu. À con biết rồi. Sao? Bây giờ ông nội không chịu, mình gài ông nội vô thế đi nội. Làm sao? Ui. Mỗi lần gặp mày là tao điên, tao điên. Cực khổ lắm tao mới mua được mày. Thương quá đi, thương quá đi. Nhâm. Dạ tao chưa hung á nha mày. Nhâm. Chảnh miền cái luôn. Đã quá đã. Gì? Trời của bà. Gì vậy bà? Ông hả? Về liền đi, có chuyện gấp lắm. Cái gì vậy? Gì vậy? Này gì? Bệnh nhân tôi đông quá trời quá đất mà trong giờ làm việc mà. Thôi ông đừng có xạo, làm gì có bệnh nhân mà hết. Gấp lắm ông về liền nha. Trời ơi. Rồi rồi, để tôi về. Cả nhà ơi. Sao? Từ từ bình tĩnh. Bây giờ sao thôi? Dạ hả? Cái chụp lẻ nè. Bà lên đây đi. Khi nào ông tới, bà leo lên người ông con chụp lại ngay khoảnh khắc đó nha bà. Lẻ lên chụp. Nhớ kế hoạch nha bà. Bà ơi. Bà ơi. Có chuyện gì vậy? Bà. Ây da. Trời ơi! Bà làm cái gì? Trời ơi! Bà làm cái gì vậy? Bể cái bình thôi mà. Trời ơi! Cái bình quý của tôi. Trời ơi! Là trời. Bà đứng lại đó! Đứng lại đó! Lâu dữ vậy trời. Sao bà lâu quá vậy? Không biết nữa. Có khi nào bà bỏ nhà đi biệt xứ không? Ờ, bà. Bà. Nội. Sao bà đi đâu vậy? Sao bà? Sao nội? Đó, nhà mình có biến nó. Cho nên nãy giờ bà nội trốn ở nhà bà Tám nè. Đợi biến yên. Bà nội mới dám về nè. Thôi không, không thi cử gì hết con ơi. Không thi gì hết đó con ơi. Thôi thôi nội. Nội thi tiếp đi. 10 triệu lớn á nội. Nếu mà nội thắng là nó có thể mua túi sách mới nè, quần áo mới nè, rồi nội muốn làm gì cũng được hết á. Ơi, nội nói tụi con nghe tiền ai không ham nhưng mà không có được. Đó, theo kế hoạch tụi con á, bây giờ là bể cái bình của ông nội con rồi. Bây giờ cả một ngày hôm nay nội không biết làm sao để mà tránh mặt ông nội con. Không lẽ tránh mặt, tối cũng tránh mặt sao? Trời ơi, khổ quá đi nè. Đúng đi nội. Nội ráng đi nội. Bây giờ mình cố gắng thử lại lần nữa, nhưng mà mình cẩn thận hơn là được rồi nội. Đúng rồi đó nội. Không được đâu con ơi. Nhưng mà nội suy nghĩ đi, mình có 10 triệu, mình có thể mua quần áo, túi xách, giày dép nữa nội. Trời ơi bà, nắm ơi là bà nắm. Tôi mà bắt được bà là bà chết chứ tôi. Trời ơi, cái bình của tôi. Alo, tôi nghe. Tôi đi ngang nhà anh, gọi thử anh có nhà không tôi ghé chơi. À anh Bình hả? Lâu quá không gặp anh. À vậy chờ xíu nha, tiền cháu tôi chở tôi gần tới nơi rồi. Dạ dạ, tới nơi rồi báo tôi biết nha. Rồi. Dạ dạ. À chào anh, mời anh lên. À quên nữa, anh uống cái gì? À sao rồi? Sao rồi? Lên nữa rồi, lên nữa rồi. Ôi như chị. Cái này cảnh nha. Nhờ kế hoạch nha bà. Chụp liền nha. Chụp liền nha, chụp liền nha. Ủa? Bà làm gì vậy chứ ông? Xin lỗi. Tôi chồng tôi. Ủa rồi chồng tôi đâu?
không đi biết sao kìa. Ủa gì sao té đây vậy? Ủa sao té này bị ru vậy ba? Tôi tưởng ông tôi nhảy lên lưng ổng. Trời ơi ông té. Ba. Không sao, xin lỗi nghe, cái lưng thôi mà. Ba đây nghĩa ơi cứu tôi, cái lưng của tôi. Là Bim đừng nhúc nhích. Thôi nội không có thi cử gì hết trơn á trời. Mấy đứa có biết cảm giác lúc đó của nội sao, muốn độ thổ gì đó. Tự nhiên mình phụ nữ mà nhảy lên một người lưng đàn ông xa lạ với chồng mình. Trời ơi, rồi mấy đứa ở thấy không chịu nói cho nội biết nữa, thiệt tình luôn á. La lên là không phải ông nội đi, chứ nội biết rồi đừng có nhảy lên lưng người ta. Mà ôi. Nội, con xin lỗi nội, tại con đâu có biết là ông đó ông đi trước ông nội mình đâu. Nhưng mà lần này là ngoài ý muốn thôi nội à, với cả con nghĩ rằng lưng của ông chắc không sao đâu. Thôi đừng có nói nhiều nữa, đừng có nói gì nội hết, nội không thi, đừng có biểu nội thi nữa. Sao đâu? Rồi. Chà, cái này chắc nó bị bằng chấn động vùng cơ chút thôi. Dạ, chậm chừng 1-2 buổi là sẽ hết thôi ha. Dạ dạ. Thấy người sao? Tôi đau thấy à? cũng đỡ rồi. Vậy thôi. Trời ơi bà, nhà tôi nay bà làm sao á. Khách khứa tới nhà lâu lâu mới gặp anh là tự nhiên làm cái chuyện gì đâu không à. Cả ngày nay bà vậy đó. Thôi yên tâm ha, không có sao đâu ha. Dạ dạ. Rồi nói một lần chót, tụi con đừng năn nỉ nội nữa, nội không tham gia. Ôi mà nội. Trời ơi, nội nghĩ đi, hồi nãy mình lỡ làm bể cái bình rồi. Bây giờ mình mà rút lui là mình lỗ cái bình luôn á. Bây giờ mình phải thi tiếp để lấy giải thưởng gỡ lại cái bình nội. Đúng rồi nội, tiền từ trên trời rơi xuống mà, tới 10 triệu lận á nội. Dạ đúng rồi đó nội ơi. Còn mỗi ngày mai là hết hạn thi rồi. Mình chẳng lẽ mình đi đến đây rồi mình ngưng ở nội, kỳ lắm, mình gắng mình thi mình được 10 triệu. Nhưng mà nội nghĩ đi, có 10 triệu mình có thể mua quần áo, túi sách, giày dép nữa đó nội. Nghe thì nội cũng mê lắm. Nhưng mà giờ dùng cách nào bây giờ? Bây giờ xài chiêu cũ là không có được rồi đâu. Bây giờ mấy đứa muốn nội thi thì nghỉ kế đi, chứ nội không có biết đâu. À nội ơi. Gì? Mỹ nhân kế. Hả? Cái gì vậy? Dạ. Bà nói cái gì vậy? Cả ngày hôm nay bà làm cho tôi bực mình nhiều lắm rồi đó nha. Chưa nói tới bà làm trò trò gì đi. Khóc cái gì? Nói thì chưa. Mình bây giờ mình thay đổi dữ lắm luôn rồi đó. Thay đổi cái gì thay đổi? Hồi xưa đó, một chút cũng bé Năm, hai tiếng cũng bé Năm. Mà bây giờ chưa gì cứ la mắng người ta. Giờ bà muốn cái trò gì nữa đây? Mình ơi. Em muốn mình trở lại ngày xưa ấy. Một anh Nghĩa phong độ, ga lăng, lãng mạn, tình cảm kia. Trời ơi, bà làm cho nổi da gà nha bà. Bà muốn cái gì? Nè, mình nhớ cái hình này không? Trời, lục cái đâu cái tấm hình cũ xì ra đưa tôi chi? Thì cái hình ngày xưa ấy, nhưng mà em rất là thích. Mình coi đi nè, hồi đó mình cõng em á. Mình nhớ không mình? Thôi đi mà, cái chuyện ngày xưa tự nhiên nhắc lại chi vậy? Mình ơi mình, em rất thích một lần mình cõng em như ngày xưa. Không dám đâu, hồi xưa còn trẻ, còn cõng được. Tự nhiên bà nghĩ sao tôi tuổi này là già rồi. Rồi bà coi lại bà đi, ngày xưa bà người như thế nào, bây giờ bà phơ phơ, chứ không cõng gì. Nãy chưa, chê người ta mặc phải không? Cái gì nữa? Nhớ ngày xưa không? Anh cõng em, anh em đi nhon quá, cõng như không cõng. Rồi bây giờ anh chê em mặc kìa. Ngày xưa cõng như không cõng, bây giờ không cõng như cõng.
Thôi mà, động cái gì mấy đứa nhỏ đi, nó thấy nó cười chết luôn. Người đâu mà thấy em ước nguyện. Em mà ước là được mình một mời, mình cõng em trên lưng không có đi đâu hết, đứng tại chỗ là em mãn nguyện rồi. Giờ gá lưng lên thôi nha. Ừ, em chỉ thích cái cảm giác đó thôi, em leo lên lưng anh thôi. Mà làm mấy cái trò vậy thiệt. Ê. Cái gì vậy? À, không có gì hết. Kêu ai vậy? Đâu có kêu ai đâu. Không có nữa. Ủa? Anh ơi, ông ơi, ông sao vậy? Nghĩa, Nghĩa, Nghĩa. Cái lưng tôi, cái lưng tôi, trời ơi, bà ơi, ông ơi ông, ráng ông chờ đi, bác sĩ đem kết quả vô rồi coi sao không? Mà tôi nghĩ chứ không sao đâu nghe. Vừa lòng bà chưa? Vừa lòng tôi chưa? Dạ, chào bác sĩ. Ông xã tôi sao rồi bác sĩ? Theo chẩn đoán á, ông nhà bị chấn thương cột sống. Bà ra ngoài làm thủ tục để chúng tôi tiến hành điều trị. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà vừa lòng bà chưa? Ông ơi, tôi xin lỗi ông nghe ông. Đâu có ngờ tôi nhảy vậy mà ông bị cái lưng ông vậy. Vừa lòng tụi bay chưa? Ủa ông Nghĩa? Ủa ông Bình, sao ông vô đây vậy? Ông nhâm cứu sao mà tôi nhúng nhích cục cửa không có được, giờ phải nhập viện luôn nè. Tôi vừa lòng bà chưa? Vừa lòng tụi bay chưa? Ông ơi, rồi chưa ông? Sắp xong rồi. Bà ơi, bà! Bà ơi! Trời ơi, bệnh viện làm gì la lớn vậy? Bà ơi, bà! Chuyện gì? Bà biết tin gì chưa? Tin gì? Bức ảnh của ông và bà trong cuộc thi ngày ấy và bây giờ đã đoạt giải nhất rồi! Mười triệu! Mười triệu! Có cái gì ông sợp vậy? Ông ơi ông, bởi vì nói trong cái rượu nó có cái mai. Ôi ôi, cái bức hình mà ông cọc tôi đó được giải nhất. À, thì ra là bà dụ tôi ở cổng bà để đi chụp hình rồi đi thi đó phải không? Mấy đứa nhỏ suối. Nhiêu? 10 triệu. 10 triệu lưng á nội. Tôi đóng viện phí hết 25 triệu nè. Mình lỗ 15 triệu rồi hả? Đúng rồi, con chào nội. Đừng. 25 triệu nữa chắc. Ây da.